Hello anh em, mình là Kim Motul. Thì hiện tại ở đây thì mình có con Ablade đời 2016, 2017 anh em nhé. Đó, đây là cái bản kỷ niệm 10 năm. Thì mình cũng không nhớ chính xác là 16 hay 17 nữa, nhưng mà đây là bản kỷ niệm 10 năm thì nó sẽ khác những đời Ablade. Đời đen nhám khác là nó có cái tem như thế này. Và ở chỗ kia thì nó sẽ có thêm những cái tem đó. Thì cái đời này thì cũng không quan trọng lắm. Đó, những cái nội dung chính ở đây là mình muốn nói là những cái bộ bi láp của những cái xe này nó thường xuyên có những cái vấn đề gọi là kêu. Đó, và cái bộ côn bọn này nó hơi có cái hiện tượng là khi đi anh em ở cái tốc độ mà cầm chừng từ 20 đến 30 nó có hiện tượng là hơi bị giật khựng nhẹ ở đầu rung lắc. Đó, thì cái đó thì mình không bàn đến nữa, nhưng ở clip này thì mình muốn chia sẻ với anh em về những cái bộ bi cũng như cái clip lần trước mình làm con LED 125 bản 26 2017 đó, thì mình đã chia sẻ với anh em rồi. Và tiếp theo cái clip lần này thì mình sẽ chia sẻ với anh em về những cái bộ bi láp ở đây đó. Thì hiện tại ở đây là mình sẽ đã tháo cái vòng bi ở đây rồi, thì nó đều là có mã là 6204 anh em nhé. Đó, thì ở đây anh em có thể nhìn thấy là 6204 là cái vòng bi ở đây anh em nhé. Vòng này vẫn là vòng 301 này, vòng này vẫn là 6302 anh em nhé. Đó, thì ở đây chỗ cái vòng ở đây này, ở chỗ cái đuôi của cái trục mà côn thứ cấp ở đằng sau đó, thì nó vẫn là vòng 6202 anh em nhé. Ở cái vòng này thì nhà máy họ đã đóng và nó quay mặt rằng trước nó là vòng 6202, và đây vẫn là vòng 6201 đó, anh em hình đấy là 6201. Ở cái đời này nó chỉ khác với những cái đời của con LED đời kia, thì ở trong này nó sẽ là vòng 6205 anh em nhé. Ở trong này thì mình không tiện đóng ra cho anh em coi, nhưng mà nó là vòng, đây anh em không biết có nhìn rõ không, nó là vòng 6205 anh em nhé. Ablade 125 nó là đời này anh em nhé. Đời đèn LED, ổ khóa từ đèn LED này, nó ổ khóa từ nó sẽ chia ra là ổ khóa từ và ổ khóa cơ, nhưng cái đó không quan trọng. Thì nó sẽ là vòng 6205 bi trục lắp anh em nhé. Nó là bi cái trục mà để lắp vào bánh ấy. Đây là cái trục cuối cùng này, này đó. Thì nó sẽ là vòng 6205 nhé. Đó, đây là mình đã có một cái vòng có mã là 60/22. Đây là vòng của Ablade đời cũ anh em nhé. Các đời Ablade đời cũ hoặc xe Vision nó đã sẽ là vòng 60/22. Đó, thì anh em thể để ý ở đây. Thì cái vòng này nó sẽ nhỏ hơn cái đời sau này. Đó, cái đời sau này nó làm rất là to, vòng cỡ 205. Cái bi cỡ bi 205 này nếu như anh em mua thì nó cũng hơi gặp trở ngại ở trên thị trường là cũng rất là khó. Ví dụ như cái vòng 60/22 này, ngày đầu mới ra thì nó cũng rất là khó, nhưng bây giờ trên thị trường nó rất là sẵn rồi. Thì anh em có thể tìm mua bi chính hãng, hay là những cái vòng bi có thể là mua ở ngoài hoặc có thể là cao cấp hơn. Đó, thì cái clip này mình sẽ chia sẻ với một số các cái vòng bi về các cái thông số kỹ thuật của các cái vòng bi ở đây. Đó, thì ở cái clip trước ấy thì mình có chia sẻ với anh em cái cách thức mà vam cái bộ bi ở đây. Thì anh em cũng thể thấy là cái tần suất mình làm bi láp ở đây thì rất là nhiều. Đó, thì mình nhân tiện ở cái clip này thì mình sẽ chia sẻ luôn với anh em về cái bộ vam bi ở đây. Thì cái bộ vam bi ở đây nó sẽ có 10 chi tiết. Đó, thì anh em thì thấy ở đây là sẽ có 5 đầu. Ở đây thì mình sẽ rút cái này lên. Ở đây nó sẽ có 3 cái đầu. Đây là nó sẽ có. Có nghĩa là ở đây nó sẽ có 3 cái đầu rút ở đây. Đó, 1 2 3 và 2 cái ống ở đây. Đó, thì anh em có thể là tùy theo các cái cỡ bi thì anh em có thể vam nó ra. Đó, thì cái bộ này thì anh em có thể biết là cái tần suất mình làm cũng rất là cao. Thì anh em có thể thấy là mình đã làm đến cái bộ vam này mình đã làm đến 3 năm nay rồi. Mà anh em có thể thấy là cái đầu rút ở đây vẫn còn ok như này. Đó, cái cỡ này là mình hay làm nhất này. Đó, và cái cỡ này là mình cũng hay làm thứ nhì. Đó, thì anh em có thể thấy là những cái đầu ở đây nó vẫn cứ ngon lành, ok, không bị tuét, không bị chóc gì cả. Đó, chỉ có mỗi là cái đầu ở đây thì quá trình chắc là do mình vặn mạnh quá thì nó này nó hơi bị ngạo. Thì cái này thì anh em có thể khắc phục được, không vấn đề gì. Nhưng cơ bản nhất nó là cái đầu ở đây này. Đó, thế thì cái clip trước thì mình có chia sẻ, và trên Shopee thì mình có bán đến một số anh em cứ hỏi giá là như thế nào, thì mình đã cho cái link tham khảo phía bên dưới rồi. Với cái bộ vam này thì mình thấy là mình sử dụng cực kỳ là ngon lành, ok. Mình đã sử dụng đến 3 năm nay, không vấn đề gì, nó là hàng xịn anh em nhé. Đó, thì có một số anh em có phàn nàn là mua ở trên Sendo hay là mua chỗ nọ chỗ kia,
ở những cái nhà bán hàng mà không rõ nguồn gốc ấy, thì người ta bán cho những cái bộ đó thì anh em về sử dụng nó không được như ý đó. Thì ở đây thì mình chia sẻ luôn cái bộ này mình đã sử dụng đến 3 năm nay rồi, và cái tần suất mình làm video thì anh em cũng biết này, có những lúc mà mình làm những bộ lắp này mình không có thời gian để mình quay cho anh em, nhưng lúc nào mà có thời gian rảnh rỗi mà mình sẽ quay cho anh em, thì anh em thì biết là cái tần suất mình làm lắp này nói chung là khá là nhiều, nhưng những cái bộ đầu như này là khá là ngon đó. Thì anh em có thể liên hệ trực tiếp với mình theo số điện thoại 0356146888, thì bên mình sẽ cung cấp cho anh em những cái bộ van như này, là xịn, hàng chính hãng luôn anh em nhé. Đó, còn giá thành thì tất nhiên hàng chính xịn chính hãng thì nó sẽ cao hơn một số cái loại hàng nhái hàng rẻ ở bên ngoài đó. Thì quan trọng nhất là cái chất thép này, chúng ta không thể mang ra mà cắn mà thử mà đốt mà ngửi để xem cái độ xịn nó như nào, thì đó, thì cái này là mình đã sử dụng là 3 năm nay rồi. Thực ra thì mình theo nhu cầu thôi, anh em có điều kiện sắm những bộ này thì mình sẽ là cung cấp cho anh em đó. Thì cái giá thì có thể là cao thấp như thế nào đó thì anh em thể tham khảo ở trên mạng đó. Còn sản phẩm bên mình thì mình sẽ luôn luôn sử dụng những cái bộ như thế này đó. Thì đây là cái clip mà mình đã hướng dẫn và chia sẻ với anh em về cái thông số cái bộ bi đây đó. Thì có rất nhiều anh em là không nắm được cái bộ thông số bi ở đây, thì những cái clip này thì mình cũng không hướng dẫn anh em cách van bi hay cách lựa chọn bi, mà cái clip này mình chỉ là so sánh và chia sẻ với anh em về các cái thông số bi ở những cái xe này đó. Thì cái xe này mấy xe của con Lít 125 ở cái clip trước thì mình đã chia sẻ với anh em, nó chỉ khác nhau về cái vòng bi ở đây thôi đó. Còn cái loại Lít đời cũ ấy, thì nó sẽ là cái vòng này 60/22 anh em nhé. Lần trước là mình còn nói là 60/55 là mình hơi nhầm, bởi vì mình không thể nhớ được chính xác, nó quá nhiều vòng bi thôi đó. Còn những cái vòng bi ở đây thì mấy ở kia thì nó vẫn giống như con Lết đời cũ thôi. Ok anh em. Vâng, xin chào anh em, mình là Kim Motul, hẹn anh em một clip tiếp theo.